trồng sầu riêng thì thực sự nó có khó hay không, thực ra là nó cũng không khó bà con, chúng ta nắm rõ một chút cái kỹ thuật thôi. Đây là cái cây sầu riêng con em lấy ở trong trại giống ra nè bà con. Bà con chúng ta thấy rằng là cây rồi cơi đọt á đang cong cong, chúc cho cái cơi này nó cong rồi bà con, nó cong giống em quá ha, nó đùi với bà con nhưng em cũng thẳng nha bà con. Rồi bà con chúng ta thấy rằng là một cái cây giống mà chúng ta mua về chúng ta chuẩn bị trồng thì bà con chúng ta phải làm sao, chúng ta phải xử lý như thế nào? Cái điều đầu tiên là chúng ta phải nói về đất ha. Bà con chúng ta phải hiểu đất là trước đây đất của mình nó trồng cái gì, chúng ta xử lý tuyến trùng, chúng ta xử lý nấm bệnh tồn dư trong đất. Nếu như mà đất của chúng ta nó phèn đối với bà con chúng ta ở miền Tây á thì chúng ta phải tăng cái pH. Nguồn nước của bà con ở trên Tây Nguyên bà con tưới mà nó có bị phèn thì bà con cũng kiểm tra lại cái nguồn nước nó có ổn định pH hay không nha bà con nha. Đó là những cái vấn đề quan trọng. Còn cái việc mà chăm sóc cây sầu riêng ở miền Đông hơn miền Tây thì nó cũng giống nhau về cái vấn đề là nấm bệnh, về rầy, về sâu, về bọ cánh cứng, nó giống nhau hoàn toàn hết thôi, không khác gì hết á. Chỉ có ở vùng miền Tây nó hơi phèn, đất nó hơi phèn nhiều hơn, tại vì bà con chúng ta đa số là chúng ta cải tạo đất tự đất ruộng lên chúng ta trồng. Còn ở trên Tây Nguyên thì đất ví dụ như đất rừng, đất cao su hay đất cà phê hay này này nọ thì cái độ pH này nó cũng ổn hơn một chút xíu. Đó, đối với ở vùng Tây Nguyên thì nó ổn hơn về cái phèn. Nhưng mà cái nước cái tưới bà con chúng ta cũng nên kiểm tra nha bà con nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói một chút xíu. Thường thường em hay nói với bà con chúng ta trồng sầu riêng á, là sợ gì nhất? Thứ nhất á, là sợ thiếu nước. Nè, cái nước là nó quan trọng, nước coi thử nó đủ nước hay không. Bà con chúng ta phải ổn định được cái nguồn nước, nước chúng ta không bị phèn. Chúng ta phải ổn định nha. Tưới nước phải đầy đủ cho cây nha bà con, đừng có để nó thiếu nước nha. Thiếu nước là nó rụng lá, thiếu nước là nó còi cọc đó. Cây sầu riêng là một không phải là một loại cây ưa nước, nhưng mà nắng không ưa, mưa không chịu. Với nó vừa đủ độ ẩm cho nó nha bà con. Đừng có để thiếu nước nha. Rồi, sợ cái thứ hai nữa là em sợ nhất là sợ rầy. Cái này ai trồng sầu riêng cũng hiểu nè. Thà nó thiếu một chút phân cũng được. Nhưng mà khi cái cơ đọt nó đang ra như thế này nè, bà con chúng ta không quản lý kỹ được cái rầy á. Rầy xanh đó bà con, nó đánh rụng cái lá non. Rồi nó đánh tưa luôn cái lá non. Thì cuối cùng cái cây sầu riêng của chúng ta nó còn như cái chỗ chà vậy đó. Bà con chúng ta lưu ý ở những cái điểm đó khi mà chúng ta quan sát. Nó rụng lá là rụng lá non thì nó rầy. Còn nó rụng lá già coi lại cái áp lực nắng, nó có nắng hay không, có thiếu nước hay không. Nhưng mà con chúng ta coi cái độ pH nó có ổn định hay không. Nhưng mà con chúng ta lưu ý ở những cái điểm đó. Rồi, nói về rầy thì đây mình cũng có quay review cho bà con chúng ta đề xuất là cái mảnh tướng diệt rầy. Nha bà con nha. Cái mảnh tướng diệt rầy này cái thành phần của nó bà con chúng ta có thể thấy ở trên màn hình. Em đọc tiếng Việt cho bà con chúng ta nghe chơi ha. Chứ em đọc tiếng Anh nó dễ lắm. Bimetrogine, buprobezin và phụ gia đặc biệt của nó 300 VKB. Một cái gói rầy như thế này chúng ta pha cho một phi thì bảo đảm với bà con luôn, cái rầy này rất là mạnh, 300 VKB mà rất là mạnh, phun tới đâu là rầy ngụm tới đó, ung trứng tới đó, diệt sạch rầy ung trứng, lột xác thì này nọ, rầy lớn, rầy cám, rầy bé, rầy ông nội, rầy chúa, rầy vua gì nó cũng ngụm củ tẹo hết. Thì bà con chúng ta nhớ nè, khi chúng ta mua cái cây giống về chúng ta bắt đầu chúng ta trồng, chúng ta thả xuống, chúng ta phun cho nó ăn cử rầy, mang ra ngoài đất chúng ta trồng chúng ta cũng phun cho nó ăn cử rầy, thiếu gì cũng được, đừng có thiếu rầy và thiếu nước nha bà con nha. Nước là phải ổn định nha. Thì khi bà con chúng ta phun rầy á thì chúng ta có thể kết hợp với cái chai siêu vọt đọt. Chúng ta có thể cộng chung với cái chai siêu vọt đọt, thì một chai siêu vọt đọt như thế này là chúng ta pha cho 400 lít nước, còn một cái gói rầy như thế này là chúng ta pha cho 200 lít nước. Thì hai cái gói rầy chúng ta cộng được chung với một chai siêu vọt đọt là 2 phi 400 lít nước. Thì có thể bà con chúng ta thay thế cái rồng xanh kéo đọt cũng được nha bà con. Cái rồng xanh kéo đọt thì nó mắc tiền hơn cái chai siêu vọt đọt một chút xíu. Cái hữu cơ của nó là 70%, nó mạnh hơn một chút xíu nha bà con nha. Tất nhiên là tiền nào nó cũng nấy. Rồi, em nói về rầy rồi ha. Sợ nhất là sợ rầy. Em trồng sầu riêng em sợ nhất là rầy đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về phân bón một chút xíu. Nhiều bà con chúng ta thắc mắc là bà con có nên đi phân bón NPK, bà con có đi phân bò, phân gà này không? Thì cái này em cũng khuyến cáo cho bà con chúng ta là ở một cái giai đoạn nào đó, từ từ chúng ta đi một cái dạng phân mà phân bò hay là phân gà. Tại vì thực ra là phân bò hay phân gà nó tốt, nó làm cho đất chúng ta tươi xốp, nó làm cho đất chúng ta cũng ổn định được một cái tầng hữu cơ, một cái tầng vi sinh. Tuy nhiên rằng là nó cũng một cục tác dụng phụ, nên là cái mùi của nó thu hút côn trùng.
và nó thu hút côn trùng. Mà cây chúng ta còn nhỏ mà chúng ta đi cái dạng đó thì nó rất là nguy hiểm, à côn trùng nó tới rồi nó đẻ những con sùng đó, nó làm hư cái bộ rễ. Cái thứ hai nữa là nếu như vào mùa mưa bà con chúng ta đi phân bò hay phân gà là nó giữ nước rất là nhiều, nó giữ ẩm á. Cây chúng ta nó không phải là cần nước đến mức là quá nhiều, nhưng cây sầu riêng là nắng không mưa, mưa không chịu, y như gái 18 nha bà con, y như gái 18, gái 17 thì đỡ hơn nha, gái 18 nó nhõng nhẽo vậy đó, thì nó nhõng nhẽo, nắng không mưa, mưa không chịu. Thế nên là chúng ta cũng lưu ý về phân gà thì mình sẽ có những cái giải pháp trong cái thời điểm, hoặc là phân hữu cơ nở, hoặc là phân bò, thì có những giải pháp thì mình sẽ giải thích cho bà con chúng ta ở những cái video tiếp theo nha. Còn bây giờ mình nói về sâu xa về cái bộ sản phẩm này, thì đây là siêu dưỡng cây. Một cái canxi dưỡng cây này chúng ta cộng với 2 gói tricohumic, chúng ta cộng với 2 gói humic hoa kỳ, chúng ta pha cho 2.000 lít nước. 2.000 lít nước thì đối với một cây chúng ta mới trồng là chừng khoảng 2 lít đến 3 lít thì trung bình bà con chúng ta hay áp dụng vậy. Tưới cây 2 lít đến 3 lít thì 2.000 lít nước thì chúng ta tưới được 1.000 cây. À, chúng ta tưới được 1.000 cây. Rồi, cảm ơn em nha. Bye bye, chúc khởi nghiệp thành công. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ nói trở lại. Cái siêu dưỡng cây này á là nó có amino acid, có rong biển, có tảo biển, có fulvic 17 loại acid amin, à, nó đầy đủ hết, có đa lượng, có vi lượng, có trung lượng, chúng ta không cần phải sử dụng phân bón NPK. Trong này nó có đầy đủ và vừa đủ cho cây chúng ta nó hấp thụ. Nha bà con nha, vừa đủ cho cây chúng ta nó hấp thụ. Ôi trời, nó mưa rồi bà con ơi, nó mưa tầm tã rồi. À, bây giờ em nói nhanh để em vào ha. Rồi, thì một can siêu dưỡng cây này cộng với 2 gói humic hoa kỳ, 2 gói trico humic pha cho 2.000 lít nước chúng ta tưới gốc. Nhật ơi, cứ Phương ơi, cầm giùm anh cái. Dọn bỏ vô luôn. Rồi chạy trời mưa rồi bà con. Bỏ vô cái ốp lại. Rồi bây giờ mình đi vô nha bà con. Thì cái video tới khúc này rồi, tới khúc này đi vô đây rồi nói chuyện với bà con. Vô khúc này nói chuyện với bà con. Rồi đó, bạn Phương bạn phụ mình mang vô nha bà con, chứ không là mình ướt hết rồi không có làm gì hết nha bà con. Ha, là cái ghế bà con coi, cái ghế của em nè, ghế giám đốc này bà con thấy không, rồi ghế giám đốc này. Rồi bây giờ em đang để dưới này, em review em soạn lại cho bà con ha. Rồi đây là cái can siêu dưỡng cây, ra chưa em vô cái vô ha. Để làm xong cái video á, trời nó mưa tầm tã bà con. Rồi cộng với siêu dưỡng cây, cộng với 2 gói trico humic, cộng với 2 gói humic hoa kỳ ha. Đây rồi, còn cái gói rầy thì phun ở trên lá là bà con biết rồi ha, bà con. À, cái vọt đọt thì hạt đã rồng xanh chấu đọt thì phun trên lá rồi. Rồi mưa tầm tã luôn. Rồi mưa tầm tã. Giao gì vậy chị? Chị bán gì vậy? Bông bánh tráng hả? Ôi trời, có bà chị bán bánh tráng dễ thương nha mọi người. Quay lên YouTube luôn nè mọi người. Trời nó mưa tầm tã. Rồi, qua bánh tráng này mặc đồ đẹp không? À. Trời nó mưa xối xả luôn. Rồi cái bộ siêu dưỡng cây này là cái bộ cơ bản nhất về phân bón, bà con chúng ta hay thắc mắc hay hỏi. Rồi sẵn đây ngồi đây có review cho bà con chúng ta luôn cái cây vú sữa Mica này mọi người. Trời ơi, nhỏ xíu nó bông chứ. Úi trà bông nha mọi người. Ừ, bông quá trời quá đắt luôn kìa. Cái này chắc về trồng luôn, nó có trái luôn kìa. Trời nhanh vậy. Cái này nó chiếc cành ghép chui, cho nên là nó cũng dễ ra bông. Đấy, khi mình ghép chui là nó cây á. À, trời, review cho bà con chúng ta. Rồi hàng hóa này bà con chúng ta có thể mình đóng đi cho bà con chúng ta liên tục nha bà con nha. À, đóng ra cho bà con chúng ta, ship hàng cho bà con chúng ta đi muôn nơi. Là bà con chúng ta này hàng hóa nè. À, đây là Mr. Cương này, đồ dễ thương không, đẹp trai. Ở bên này là một số anh em đang đóng hàng luôn cho bà con chúng ta xem nha. Trời ơi, hàng này bà con muốn mua cây mua đồ là đóng hàng cho bà con chúng ta nè. À, ở đây anh mấy anh có việc theo bot rồi đó, anh có cái máy dễ thương dữ trời. À, đóng hàng cho bà con. Ủa cái cây gì đóng cái gì vậy, gì giống cái súng chứ à, lộn không phải. Trời, cái dừa. Rồi trời mưa tầm tã luôn anh em ơi, đóng hàng gửi hàng đi muôn nơi cho bà con chúng ta luôn nha bà con. Bà con mua cây gì cũng ship hết á. À, ở đây nè, anh con Mr. Chiến nè, review anh này lên nè, cho vơ đấy, đóng cây nè. Đây con Mr. Đạt nữa nè,
Ồ, ở đây có Mr. B rồi, đúng rồi. Bên đây có tai phone rồi, đeo lỗ tai rồi nữa, kỳ đô, hiện đại chứ tự. Cái đấy ở đâu vậy, cái đấy làm gì vậy? Tai nghe. Tai nghe hả, để làm gì? Nghe nhạc. Nghe nhạc không á, đô, ghê tự. Ồ, hiện đại dữ không? Đồ cái ghế chủ tịch của ảnh này đó, anh ngồi đây bà con à, review bà con coi nè, anh ngồi đóng hàng nè. Úi cha cha cha, nó tạc quá. Nó tạc quá. Rồi, bữa nay thấy mập hơn cái bi, phải không? Dạ, mập hơn hả? Mập hơn hả? Ồ, nên mập hơn bà con. Đại Mr. Phương này. Tụi con đeo đồng hồ roulette rồi nè mọi người, thấy không? Đồng hồ roulette. Rồi, một cái video nhỏ nhỏ chia sẻ với bà con, chúc bà con sức khỏe. Bye bye mọi người nghe, bye bye. Bye. Bye.